Tin Vancouver. Các người là lý do tại sao con gái tôi bị bệnh. Cảnh sát truy tầm nghi phạm bị cáo buộc đấm vào mặt một phụ nữ trên SkyTrain. Cảnh sát giao thông Metro Vancouver đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng trong việc xác định một người đàn ông được cho là đã tấn công phụ nữ dữ dội. Đấm cô nhiều lần trong khi trên SkyTrain, cảnh sát giao thông cho biết vào khoảng 7 giờ 50 sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 4, một phụ nữ trẻ đã lên tàu SkyTrain tại trạm Waterfront Station. Một người đàn ông trên cùng chuyến tàu tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Bản tin cho biết, khi nạn nhân hỏi ông đó làm gì vậy, ông ta bị cáo buộc là bắt đầu la mắng cô. Các người là lý do tại sao con gái tôi bị bệnh. Sau đó, nghi phạm nắm lấy chiếc túi của nạn nhân và bất ngờ đã đấm vào mặt người phụ nữ nhiều lần. Sau đó, ông ta túm tóc cô từ phía sau và giọng mạnh đầu cô vào ghế ngồi. Khi SkyTrain dừng tại ga Berra, nghi phạm đã đẩy nạn nhân qua cánh cửa SkyTrain đang mở và lấy điện thoại di động của cô. Khi nạn nhân hét lên để được giúp đỡ, nhanh chóng, có hai ân nhân tốt bụng giúp đỡ, giật lấy lại túi xách cho cô. Còn chiếc điện thoại của cô thì bị nghi phạm ném mạnh vào tường, nên đã bị bể và hư hại. Nghi phạm vẫn ở trên tàu, cuối cùng xuống ga King George. Nạn nhân bị một vết cắt trên mắt, mũi, chảy máu và sưng mặt đáng kể. Cảnh sát riêng của SkyTrain đã công bố một bức ảnh của nghi phạm và một video. Bất cứ ai có thông tin nào về danh sách của nghi phạm này hoặc người chứng kiến vụ việc này đều được yêu cầu hãy liên lạc với cảnh sát giao thông ở số điện thoại 604-516-7419 hoặc nhắn tin qua mã số 877777. Số hồ sơ tham khảo là 20208309. Ai từng bị trộm mất tiền bạc nữ trang, hãy liên lạc cảnh sát để nhận lại. Hàng chục ngàn đô la tiền mặt da kim, mỹ kim, đồ trang sức, đồng hồ, tiền xu và các món đồ vật khác từng bị trộm cắp trong các vụ đột nhập năm 2018 và 2019 tại Metro Vancouver và Calgary đã được phân loại và đặt trên một trang mạng đặc biệt để giúp chủ sở hữu nhận lại tài sản của họ. Trong một cuộc đột kích vào nhà của kẻ gian ở Port Coquitlam năm ngoái, cảnh sát RCMP Coquitlam đã chụp hình tất cả các tang vật do trộm cắp này để giúp dễ dàng xác định và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Hạ sĩ Michael McLaughlin, phát ngôn viên của đồn cảnh sát RCMP Coquitlam, cho biết, lý do chính khiến chúng tôi làm điều này là vì chúng tôi muốn trả của cải lại cho người bị trộm. Chúng tôi phải mất nhiều tháng để sắp xếp, phân loại và chụp ảnh tất cả các món tang vật kể từ khi chúng được thu hồi trong quá trình lục soát nhà ở Port Coquitlam vào năm ngoái. Bây giờ thì tất cả các món đó hiện có sẵn để mọi người xem. Trong số các đồ vật đó có hàng chục đồng hồ hàng hiệu, đắt tiền và đồ trang sức độc đáo, 17 chiếc nhẫn, vòng cổ ngọc trai với bông tai phù hợp. Hạ sĩ McLaughlin nói, không kể giá trị về tiền bạc, nhiều món đồ đó chắc còn có giá trị về tình cảm đối với chủ sở hữu nữa. Tuy chưa biết giá trị tiền tệ chính xác của các món đồng hồ nữ trang đó, nhưng cảnh sát tin rằng một số trị giá hàng ngàn đô la. Các vụ trộm xảy ra trong vùng Lower Mainland, Coquitlam, Burnaby, New Westminster, West Vancouver và cả nơi ở xa như Calgary, thường là trong lúc chủ nhân đi xa vắng nhà trong một thời gian dài.
Tang vật ăn trộm được thu hồi là nhờ cuộc hành quân bố ráp, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát West Vancouver và toán cảnh sát đặc biệt PTT, Prolific Target Team, của đồn RCMP Coquitlam, diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Thi hành lệnh khám xét được tòa cho phép lực lượng cảnh sát bố ráp một ngôi nhà ở Coquitlam, bắt giữ nghi phạm Michael Horin, 52 tuổi. Tên trộm Horin đang đối mặt với 8 tội xâm nhập gia cư với mục đích trộm cắp. Cảnh sát nhắn, nếu ai xem trang mạng và nhận ra món đồ vật nào của mình, thì hãy liên lạc với họ qua email để biết thêm thủ tục xin nhận lại và phải trả một món tiền phí tổn. Nhà máy thứ 3 sản xuất thịt gia cầm ở Lower Mainland bị COVID-19 tấn công. Một nhà máy gia cầm thứ 3 ở Lower Mainland đã thông báo rằng một công nhân đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Nằm trong cơ quan y tế Fraser, công ty sản xuất thịt gà Chilliwack Fraser Valley Special Poultry tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook rằng một nhân viên của công ty đã xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 28 tháng 4 vào buổi chiều. Nhân viên đó đã ở nhà cách ly kể từ thứ Sáu sau khi biểu hiện các triệu chứng nhẹ. Công ty thịt gia cầm này lưu ý rằng họ đang làm việc với cơ quan y tế Fraser và các thanh tra chính phủ để bảo đảm nó tuân theo đúng tất cả các giao thức cần thiết. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết không có bằng chứng nào có thấy thực phẩm là nguồn lây truyền COVID-19 cho người. Dù biết là vậy, nhưng bác sĩ Bonnie Henry đã nhấn mạnh mọi người nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thường xuyên khi xử lý gia cầm. Bà nói, chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19 thì hãy báo cáo ngay cho phòng nhân viên và nghỉ 2 tuần ở nhà, cách ly, nghỉ ngơi và phục hồi. Các quan chức y tế đã ban lệnh đóng cửa cơ xưởng thịt gà United Poultry Limited ở phía đông Vancouver và công ty chế biến gia cầm Superior Poultry Processors Limited ở Coquitlam sau khi hàng chục công nhân thử nghiệm dương tính với COVID-19. Bộ Y tế Adrian Dix cho biết hầu hết 55 xét nghiệm dương tính mới được báo cáo hôm thứ Ba được kết nối với cơ sở Coquitlam. Tính đến ngày thứ Ba, 28 tháng 4, tổng cộng 80 trường hợp COVID-19 đã được liên kết với 2 cơ sở gia cầm, với 46 tại Superior Poultry và 34 tại United Poultry. Cơ xưởng sản xuất thịt gà Fraser Valley lưu ý rằng nhà máy của họ sẽ đóng cửa vào ngày 29 tháng 4, nhưng văn phòng và cửa hàng bán sản phẩm của họ vẫn mở cửa cho công chúng. Cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ cướp bằng dao ở Bắc Vancouver. RCMP North Vancouver đã bắt giữ 3 nghi phạm được cho là đã nhúng tay vào một loạt vụ cướp bằng dao mà cảnh sát đã lên tiếng báo động cho công chúng gần đây. Trung sĩ cảnh sát Peter DeBrees, phát ngôn viên của đồn RCMP Bắc Vancouver, cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 kẻ gian này sau một cuộc điều tra về 8 vụ cướp tại trạm xăng, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng thức ăn nhanh bắt đầu xảy ra từ ngày 3 tháng 4. 5 vụ cướp xảy ra trong 3 ngày đầu tiên, chủ yếu ở Lynn Valley. Trong mỗi trường hợp, nghi phạm đều đeo mặt nạ ở nửa dưới khuôn mặt và trùm mũ, trùm đầu. Hắn ta yêu cầu nhân viên bán hàng giao tiền mặt, vé số và thuốc lá trước khi chạy đi tẩu thoát. Cảnh sát đưa ra cảnh báo cho các doanh nghiệp địa phương vào tuần trước, yêu cầu bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định một nghi phạm. Trung sĩ DeBrees nói,
mặc dù ba người đã bị bắt và sau đó đã được thả ra. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.